Em à, tuần tiếp tục lên một cái clip đồng giá 180k một sản phẩm các bác nhá. Tất cả đều đồng giá là 180k. 180k một sản phẩm. Thì trước hết thì em sẽ đi những cái sản phẩm nhỏ gọn ở bên trong này nhá. À, đây là dây quang Philips 180k bác nhá. À không, không. Dây quang Philips thì không đến giá đâu. Dây quang Philips thì 120k nhưng mà nó nhầm vào đây rồi nhá. 120k thôi. Nhầm vào đây. Đây có Philips trăm chỉ có một cái này thôi ạ. Còn tiếp tục bác ạ, đây nhá, mic bãi nhá, mic bãi 180k, tất cả đều 180k hết. Còn mic bãi này hát cực kỳ hay luôn, không hay không lấy tiền. Đây dây quang này mới là 180k, quang Mỹ nhá, Litton USA 180k. Đây nữa, đây là con dây 12 bọc dù hết 122 đầu đấy, cắm điện thoại máy tính laptop đấy, chống nhiễu này, 1 mét, dây to bằng ngón tay út luôn. Đây con này master, con này con master nhé, 180k chống nhiễu. À, đây còn sót hôm nọ các bác nào chốt chưa được ấy nhá, con đồng hồ này, con đồng hồ diesel nhé, diesel 180k. Con này size tay là bác nào phải cổ tay to 20 nhá. Quả quýt thì còn sót lại một con nữa này, một con quả quýt 180k nữa. Quả quýt. Ok chưa? 180k quả quýt. Vòng bạc bác nào lấy thì hôm trước nhắc lại cho em Tuấn nhá. Chuyển tiền rồi chứ không báo em, Tuấn vẫn báo tiếp nhá, 180k cái vòng bạc này nhá. Không bác nào lấy thì báo lại cho em, còn không thì báo. À. Các bác chú ý nhá, hôm em Tuấn em dừng một chút là hôm nay em dọn cái đống ê căng này này. Cách đây khoảng độ gần một năm, hơn một năm em Tuấn có bán hàng cho một số bác ấy. Do cái ê căng này anh em dọn để lẫn lộn, do anh em để lẫn lộn nhá, nên là ê căng không đưa được cho bác, em phải bán rẻ đôi loa đấy. Nhưng bây giờ em phải tìm thấy ê căng đây rồi. Bác nào cần ê căng này thì gọi cho em Tuấn nhá. Bác nào theo dõi kênh của em Tuấn đấy, những ngày trước em bán cho bác những đôi loa này này, thiếu ê căng thì gọi em Tuấn em gửi cho tặng cho bác nhé. Bởi vì là đợt trước em đã giảm giá cái đôi đấy lỗ rồi, nhưng mà bây giờ em thấy thì em lại nhìn thấy rồi em lại gửi cho bác, không để đây đâu phí. Đấy, ở đây nữa này, ở đây này, đây là đôi loa Calip này, ê căng của Calip này, kia cũng là ê căng của Calip này, Calip Mỹ này. Đấy, những bác nào cần thì gọi em Tuấn gửi cho không đấy, bởi vì bây giờ tìm thấy để nó phí, bỏ đi. Đợt trước em không tìm thấy em bán, em đã phải xả giá thấp cho các bác rồi. Em nhớ là những đôi loa đấy em bán cách đây còn hơn 1 năm rồi đấy. Đấy, tiếp tục xong những sản phẩm đấy nhá, 180k này, tiếp tục này, máy xanh thơm phức luôn. Đó nha, thơm lắm. Được chưa ạ? Đấy. Đây, cái này các bác đặt thơm cực kỳ luôn nha, 180. À, mũ tóc này nữa, thơm lắm. Mùi thơm nức luôn ạ, 180 ạ. Các bác đặt ở bàn làm việc hay là trên xe ô tô làm đâu được, tùy các bác, 180. Tiếp theo có 3 cụ cóc nha, 3 cụ cóc nha, đều một giá đấy, 180. À, một con gà đồng nữa, gà đồng này, gà đồng trên thỏi tiền vàng, 180k. Tai mic này nữa, đây là mic Canon của Nhật, hàng xịn nhá, 180. Dây AV, con này thì quá đỉnh rồi bác ơi. Con này em Tuấn ngày trước giới thiệu cho bác rồi đúng không ạ, trên kênh 460.000 đấy, 180.000 một bộ này nhá, 180.000 bộ này, sót đi nốt. Đây là còn hai bộ này nữa, cũng 180.000 nữa. Chú ý em nhá, những cái bộ này trên nó có tín hiệu hướng đầu vào đầu ra này. Đầu vào đầu ra này. Đấy. Nhìn chưa? Sit the one này. Sit the one cái gì để đọc mé cả mồm. 180k một bộ này, có nghĩa hai sợi. Đấy. Camera còn sót tiếp này. Camera hành trình. Ô tô còn hai mã này. Mất 180k một chiếc. Cho hết nốt này, camera hành trình. Con đài watt time này còn một cái này. Watt time. À kia còn cái nữa, hai cái. 180. Con này là con giá đỡ điện thoại cảm ứng đặt ở trong ô tô. Khi các bác cắm vào bác đưa điện thoại gần phát nó tự mở cái ngoài mình ra. Nó đặt nó tự ôm lại, 180. À, bộ loa đài này. Nha, bộ loa đài này màu hồng phớt. 180k cắm máy tính điện thoại laptop vào nghe, 180.
Đây là ổ sạc đa năng, vừa sạc vừa ổ điện. Chỉ về thay vào bảng điện là xong thôi. Hai ổ điện và hai ổ sạc điện 5V. 2100 à. Đấy. Cứ lắp vào là chạy thôi. Là cắm sạc điện thẳng đây luôn. Con này là con này hôm bác nào đặt tiền cho em rồi, nhắc lại cho em Tuấn nhá. Con đài Walkman. Con đài Walkman này cắm này, cắm điện thoại và cắm iPad vào đây nghe này. Walkman 180 luôn. Điện Walkman. Báo cho điện nhanh. Chiếc cặp tóc này nữa này. Chiếc cặp tóc 180. Còn mới nguyên. Báo nhiệt độ này, 90, 120, 140 độ rồi. Kẹp uốn tóc. 80. À, chiếc đài gì đây? Chiếc đài, con đài này hay này các bạn, con đài này hay các bạn. Con đài này như ống liên ý. Đây. Con đánh hay lắm các bạn. LCN210. Con đánh hay lắm, đánh phê luôn. Nhá. 180. Ok chưa? 180.000, 180.000. Bạn nào lấy con nào thì chụp ảnh vào cho em gửi vào Zalo nhá. Cho nó xong. Chụp ảnh gửi vào Zalo cho em Tuấn cho nó nhanh. Chưa chốt hình ảnh luôn cho nó đỡ nhầm lẫn đây. Gửi chốt hình ảnh vào Zalo đây. Tiếp này, xong này. Con máy kẹp tóc này nhá. Bác nào chuyển tiền rồi nhắc lại cho em Tuấn, còn không em nó đăng lại này. Máy kẹp tóc, máy làm tóc, sấy tóc, uốn tóc nhá. 180k. Mới tinh chưa dùng lần nào. 3 trong 1. Đây họ ghi là 3 trong 1 này. 3 trong 1 nhìn này. 3 trong 1 và uốn sấy. Đấy. Còn một cái đài gỗ này nhá. Con này cũng 180 nhá, sót nhá. Đây. Con này nghe thích lắm đấy, có bản test rồi đấy. 180. Con này mấy trăm nữa cũng ít tiền rồi. Ồ nhanh họ nốt. Tiếp tục này, cái gì đây? Này thôi. À, tiếp tục này. Một con máy xay sinh tố. Một con máy xay sinh tố nhá. Của Nhật nhá. Nguyên hộp. Đây máy xay còn nguyên này. Máy xay của Nhật luôn, 180 nhá. Máy xay sinh tố của Nhật, còn dùng bình thường. Rồi, hẹn các bác clip sau đi thế thôi. Chứ bây giờ là mỗi một clip. À, các bác nào có nhu cầu lấy cái gì thì bác chụp cái hình ảnh cái sản phẩm đấy vào gửi vào Zalo 0911 169961 cho em Tuấn, gửi vào Zalo. Mỗi em Tuấn nhá. Để cho nó nhanh. Gửi vào sản phẩm đấy và tất cả các mặt hàng của em Tuấn em xả rồi. Giá trên đấy mà bác nào mặc cả em không trả lời đâu. Nói thế cho nó nhanh. Giá đấy còn mặc cả nên thì trả lời mệt lắm, mất thời gian. Cái thời gian làm việc khác các bạn nhé. Để làm việc khác. Rồi dần dần em còn dọn tiếp, còn nhiều. Dần dần nó sẽ đến những cái sản phẩm đắt tiền hơn, 5 7 triệu, 120 triệu cũng có, 10 triệu, 3 triệu, 5 triệu có hết. Bác nào thích cái gì thì gọi cho em Tuấn. Hẹn gặp lại các bác clip sau.